Nếu như tại vòng chung kết World Cup đội bóng của bạn bị một đối thủ có giá trị chuyển nhượng cao gấp 10 lần dẫn trước, thì chắc chắn bạn sẽ đoán được kết cục cuối cùng của trận đấu rồi đúng không? Nhưng đây là bóng đá, đây là World Cup, thế nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tại vòng bảng World Cup năm 2018 tại Nga, Argentina đối đầu Iceland, sau khi xé toang mảnh lưới đối thủ vươn lên dẫn trước, đại bàng Pavard càng đá càng hay, và khi trận đấu bước vào phút thi đấu thứ 20, Messi cướp bóng thành công trên phần sân đối thủ, không chế bóng gọn gàng, rồi tung cú dứt điểm trực tiếp về phía cầu môn. Cú sút xa vô cùng đẹp mắt, nhưng thủ môn của Iceland đâu phải là diễn viên, anh ấy đã bay người hóa giải thành công pha dứt điểm đó. Tình huống ấy đã khởi xướng lên tinh thần chiến đấu của các chiến binh Iceland. Phút thứ 22 của trận đấu, Iceland có màn đáp trả bất ngờ. Sigurdsson có đường tạt bóng bên phía cánh phải, Finnbogason Garson trong vòng cấm bật cao đánh đầu bị thủ môn Cavallero cản phá vào ra ngoài. Ngay sau đó, một cầu thủ bên phía Iceland băng lên vung chân đưa bóng đi khó lường. Trái bóng bay về phía cánh phải, rồi lại một lần nữa được truyền thẳng về phía trước khung thành. Finnbogason như từ dưới đất chui lên lạnh lùng điểm bóng tung lưới Argentina. Iceland quân bình tỷ số 1-1. Ở những phút thi đấu sau đó, Argentina bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ 442 chặt chẽ vững chắc của Iceland. Cho đến phút thi đấu thứ 41, đường căng ngang bên phía cánh phải của Santiago đưa bóng đi trúng tay của một cầu thủ Iceland. Thế nhưng trọng tài chính lại không hề thổi phạt và chỉ cho họ hưởng một quả phạt góc. Sau đó Iceland lại một lần nữa phản công nguy hiểm. Sigurdsson phô diễn tuyệt kỹ là cờ do Queta lắc léo đẹp mắt ngay trong vòng cấm, khiến hàng thủ Argentina bất ngờ. Rồi tung cú đệm bóng, đáng tiếc lại bị thủ thành Cabalejo thành công hóa giải. Argentina lập tức phát động phản công nhanh, nhưng lại chẳng đạt được kết quả mong muốn. Không lâu sau đó trọng tài lồi hồi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu.